Xin chào tất cả anh em nhá. Chào anh em lại tiếp tục quay trở lại với xem bóng đá là có tiền của mình. Ok, ngày hôm nay thì chắc là tất cả các tín đồ bóng đá ở trên tất cả thế giới này thì đang hướng đến cái Olympic tại Nhật Bản anh em nhá. Olympic tại Nhật Bản thì chiều nay một số trận đấu đã sẽ diễn ra. Thì anh em hãy cùng mình điểm lại những cái trận đấu sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Thì ok, hôm nay không nhận định sâu tại vì thực ra là bóng đá U23 thì cũng rất là khó nói. Mình sẽ nói qua một số trận và sẽ đẩy anh em đến những cái kèo bóng mà anh em nên chơi của ngày hôm nay nhá. Ok, mình sẽ chuyển luôn qua cái màn hình nhận định kèo. Đây thì giải đấu ngày hôm nay thì trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 14:30. Cái này 15:30 này theo giờ của nhà cái thì là ở bên Philippines anh em nhá. Thì trận đấu giữa Tây Ban Nha này cùng với lại Egypt sẽ diễn ra. Trận tiếp theo lúc 16 này thì là thành 15:30 Việt Nam là Pháp và Mexico. Anh em có thể đối với hai cái trận đầu này, đấu sớm này thì anh em có thể đi bóng Tây Ban Nha và bóng Pháp. Về phía Tây Ban Nha thì anh em không nên đánh cái kèo chấp quá sâu. Anh em nên đánh cái kèo chấp một trái rưỡi thôi. Chấp sâu quá thì nói chung là cũng hơi khó tại vì là bóng đá U23 thì không nói lên điều gì cả. Ok thì đây có trận đấu, một số trận đấu khác nữa mình sẽ điểm qua đây, trận đấu giữa Australia và Argentina. Trận đấu này thì cũng đợt năm nay đối với U23 thì Australia đang đá cũng khá là tốt khi mà họ đã có những cái cầu thủ rất là chất lượng. Có lẽ trận đấu mà đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay sẽ diễn ra muộn nhất, đó là trận đấu vào lúc 18:30 phút anh em nhé. 18:30 phút trận đấu giữa U23 Brazil và U23 Đức. Thì để mà nói thêm một chút về cả hai cái đội bóng này thì xét về mọi mặt Brazil đang được đánh giá nhìn cao hơn U23 của Đức. Nói chung là cùng với lại một cái quyết tâm mà để bảo bảo trị bảo vệ cái ngôi vương của mình ấy, thì khả năng là các tiểu Seleção sẽ có một trận ra quân đánh bại các cầu thủ Đức với một cái tỷ số mình đánh giá là cũng không thể là quá cách biệt, có thể là 2-1 hoặc là 2-0. Cái điều mà quan trọng nhất là ngày hôm nay khi mà tất cả mọi thứ đang rất là ủng hộ các cầu thủ Brazil trong những trận gặp gần đây nhất, những trận gặp gần đây nhất thì hai đội bóng này Brazil và Đức có cái thành tích đối đầu khá là nói chung là để mà nói thì hai đội này rất thích kết quả hòa. Trong 4 trận đấu gần đây nhất thì đội tuyển Đức và Brazil hòa nhau tới 3 lần. Chỉ có một trận duy nhất là Brazil thắng Đức với tỷ số là 1-0 thôi. Còn về cái phong độ ở cả Đức và Brazil trong thời gian gần đây thì đội tuyển thành tích gần đây của Brazil đang gần như là tuyệt đối khi mà họ đã có 4 trên 5 chiến thắng trong những trận đấu gần đây. Còn về phía các cầu thủ Đức thì họ có 3 trên 5 chiến thắng anh em nhé. Đó thì vì thế thì mình nhận định cái trận đấu này thì anh em nên nên đi cái kèo, nên đi cái kèo bóng Brazil, nên đi cái kèo bóng Brazil và một cái tài nhá. Thì khả năng ở trận đấu này mình sẽ có một cái kết quả đó là 2-1 nghiêng về các cầu thủ Brazil. Về cái những cái cầu thủ ra sân hay như thế nào thì thực sự là về phía U23 ấy thì cái những cầu thủ ra sân thì họ chỉ chốt chốt trước trận đấu diễn ra 30 phút thôi nên là mình cũng chưa có những cái danh sách các cầu thủ ra sân chính thức của cả hai đội ở cái này trận đấu này. Hiện tại thì lối đá của Đức và lối đá của Brazil thì Brazil thiên về đánh trung lộ, còn Đức hiện tại đang là áp dụng cái chiến thuật đó là tạt cánh và đánh đầu nhiều hơn ở cái trận đấu này. Các bạn có thể thấy là nếu như mà để cái kèo tài góc 10 ăn, tài góc mới ăn thì trận đấu này mình nghĩ là có thể nổ tài góc nhá. Có thể nổ tài góc rất là cao luôn tại vì là Đức thì đang 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 triển khai một cái lối đánh tấn công biên, còn là Brazil thì lại là tấn công trung lộ. Nếu như cả hai đều là đánh trung lộ thì sẽ rất ít góc. Cả hai tấn công biên cũng sẽ rất ít góc tại vì họ đánh chặn được. Nhưng ở đây là một đội bóng tấn công biên và một đội bóng tấn công trung lộ thì mình đang nghĩ nhiều đến có khả năng nổ cái tài góc rất là cao, đặc biệt đây là U23 chứ không phải là đội tuyển quốc gia. Thì ở cái trận đấu này mình cho anh em nên đi cái tài góc cùng với lại đây nha, đi cái tài góc 10 hòa cùng với lại một cái kèo bóng Brazil chấp 1/2.
kèm theo một cái kèo tài cả trận. Đó là ba cái kèo mà mình đưa cho các bạn ở cái trận đấu nó được đánh giá là hay nhất trong ngày hôm nay giữa các cầu thủ Brazil và Đức. Thì điểm lại này, điểm lại những cái trận đấu mà vừa rồi mình đã nói qua, thì ở đây có cái trận đấu giữa Nhật Bản này. Đấy, trận đấu giữa đội chủ nhà Nhật Bản này thì cũng cũng khả năng là đội tuyển Nhật Bản cũng sẽ giành được một cái chiến thắng, khi mà cái đội bóng mà họ phải gặp thì rất là yếu. Thì nhưng ở đây con số mà Nhật Bản đưa ra, Nhật Bản chấp tới 2,5, thì nếu như các bạn đánh cái kèo bóng này, nếu như Nhật Bản chấp 2,5 mà kèo tài chỉ là 3,5 thì anh em nên đóng cái kèo 3,5 tài cho nó nhanh và gọn, chứ tội gì phải đánh 2,5, chẳng may nhỡ đâu thắng có 3-1 thôi thì mình vẫn ăn cái tài, còn nếu mà đánh bóng thì là vỡ mồm. Đấy, nên là anh em nên xem xét cái này. Cái thứ hai nữa là cái kèo Argentina chấp Australia 1,5 này. Nhiều anh em sẽ đâm đầu vào đánh Argentina, nhưng ở đây Argentina không phải là đội tuyển quốc gia anh em nhá. Argentina này là U23. U23 không nói lên điều gì cả. Đừng có nghĩ là U23 Argentina có thể ăn đứt luôn các cầu thủ U23 Australia. Đó là những cái mà là khi các bạn đánh bóng U23 các bạn nên nên xem xét. Đó, còn một số cái trận đấu như là Tiểu Vương quốc Ả Rập này cùng với lại Cote d'Ivoire này, rồi là những trận đấu như là Mexico với Pháp này. Đó thì anh em có thể tham khảo một số cái kèo bóng. Thì ngay ngay bây giờ ấy, thì ở trong cái nhóm bóng của mình thì mình đã đẩy cho anh em những cái kèo bóng của những cái trận đấu chuẩn bị diễn ra rồi. Thì anh em nào chưa có những cái nhóm bóng chơi đẩy kèo 24/7 này, chưa có những cái trang bóng để mà mình chơi thật là uy tín khi mà mình nào rút tiền ấy, thì anh em cứ kết bạn ngay với số Zalo mình sẽ để ở ngay bên dưới phần mô tả. Chỉ cần anh em vào nhóm là anh em có thể nhận kèo bóng 24 giờ trên 24 giờ cùng với lại cái phân tích bóng của mình. Có thể là tham khảo rất là nhiều ý kiến của trong anh em trong nhóm, thì không phải là cứ đưa ra kèo bóng là anh em chiến. Anh em có thể tham khảo là kèo này có nên đánh hay không, có nên chơi hay không, kèo này thua thì kèo sau mình gỡ bằng cái gì. Và anh em nên nhớ là một điều là chúng ta đánh ở đây là khi chúng ta đã vào bóng chính và chúng ta sẽ theo dõi bóng và đánh cả bóng sống, đánh cả bóng rung, chứ không phải là anh em cứ ném tiền vào rồi đợi đánh hết trận rồi nghỉ. Thì như vậy thì thật sự là rất là buồn khi mà chúng ta thua mà chúng ta không có cái để gỡ. Đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần đánh vào một cái tài 2,5 trong cả hiệp 1 không nổ được trái nào, anh em có bồi bồi thêm được một cái xỉu, thì nếu như có nổ tài thì anh em cũng vẫn ăn, mà nổ xỉu thì anh em cũng vẫn ăn. Thì như vậy thì chúng ta sẽ đưa được một về cái nó là cái kèo hòa kèo chạy kèo, chứ bây giờ mà cứ đánh một cửa xong là chả có chỗ nào mà ghi thêm nữa thì nó cũng khó. Anh em chơi bóng ngoài thì nó luôn luôn là như vậy mà, ghi xong thì chưa chắc là trong trận người ta đã nhận bóng cho anh em đâu. Nên là đôi khi chúng ta theo dõi bóng sống, chúng ta có những cái kèo bóng rung trận đấu nào chúng ta có thể ăn được thì ok, là chắc chắn là chúng ta sẽ có cái để mà gỡ. Đấy, ngoài ra thì anh em có thể tham khảo là cái trận cúp giao hữu các câu lạc bộ đêm nay giữa đội tuyển Benfica, à câu lạc bộ Benfica và câu lạc bộ Lille á, thì mình cũng đã làm cái nhận định ở trên kênh rồi, thì anh em có thể là theo dõi thêm cả cái nhận định về cái trận đấu đó nữa. Còn khi mà anh em đã vào trong nhóm bóng của mình rồi thì ok, anh mình sẽ đẩy kèo bóng cho anh em 24/24. Cũng có nhiều anh em thắc mắc tại sao là trước khi mình cho lên video kèo thì là mình cho một kèo, nhưng đến lúc mà cho trong nhóm thì mình lại cho một kèo khác. Tại vì như này này, những cái kèo cho trong nhóm thường đa phần là trước trận đấu 30 phút, khi mà có những cái đội hình ra sân chính thức, có những cái thông tin chính thức về cả hai đội thì mình mới bắt đầu cho anh em kèo. Còn cái mà anh em mình nhận định cho anh em trước đây á, thì đó là dựa vào những cái thông tin cơ bản thôi, chỉ cần thay đổi một vài cầu thủ thôi thì ngay là cái thế trận của trận đấu nó cũng có thể là khác đi. Đấy, cái thứ hai nữa là như này, mình làm ra cái kênh này là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình đẩy ra cái cho anh em một cái nhóm bóng chơi là để anh em có một cái sân chơi để anh em có thể kiếm được tiền, chứ không phải là anh em để chơi bóng theo kiểu là thích đâu đánh đấy. Thì như vậy thì chúng ta không phải là một nhà đầu tư thông minh anh em nhá. Không lan man mà cũng chẳng dài dòng nữa, tại vì là cái thời gian của các trận đấu nó cũng sắp diễn ra rồi. Thì anh em nào cần
có một cái nhóm bóng chơi, một trang bóng uy tín thì cứ kết bạn Zalo với mình để dưới phần mô tả. Mình sẽ cho anh em một trang bóng chơi và một cái nhóm bóng để kèo 24 giờ, trên 24 giờ anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở cái video lần sau.